Đưa chuyện vô tình tiết lộ góc khuất của giới giải trí trong lúc say xỉn, anh khiến nhiều netizen xót xa với dòng trạng thái đó. Yoon Do Chun sinh ngày 4 tháng 7 năm 1989 tại Goyang, được biết đến phổ biến hơn với cái tên Do Chun. Do Chun là một ca sĩ, rapper, dancer và diễn viên đa năng trong làng giải trí xứ Kim Chi. Do Chun xuất hiện lần đầu trước công chúng vào năm 2009 với vai trò là trưởng nhóm BIS, đồng thời cũng là ca sĩ hát phụ trong nhóm, hiện tại là Highlight. Anh và một số người bạn cùng nhóm BIS giành được học bổng đại học Dongshin. Anh từng có dự định trở thành giáo viên trung học môn thể dục, tuy nhiên sau đó anh đã thay đổi đột ngột quyết định trong năm học thứ hai trung học sau khi anh xem chương trình MTV's Big Bang. Đến nay, anh còn lấn sân sang mảng diễn xuất. Anh giành được giải MBC Entertainment 2010 cho vai diễn của mình trong bộ phim sitcom All My Love. Ngoài ra, anh còn tham gia đảm nhận nhiều vai diễn khá thành công. Trong đó, không thể không kể đến những vai diễn mà anh thể hiện trong các bộ phim Flash Blood Love, Aris 2, Let It 1 và Let It 2. Qua đó, chàng thủ lĩnh Highlight đã thể hiện được tài năng của mình và may mắn được công chúng công nhận như một diễn viên thực thụ, chứ không đơn thuần chỉ là một thần tượng đi diễn. Một trong những bộ phim thành công của anh phải kể đến Let It và Flash Blood Love. Let It thực thần có nội dung xoay quanh cuộc sống của Gu Daeyoung, Jun Do Chun bên cạnh những người hàng xóm. Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện về những sở thích ẩm thực khác biệt của từng nhân vật. Nếu bạn là một người đam mê ăn uống thì chắc chắn không nên bỏ qua bộ phim này. Nhờ bộ phim mà khán giả đánh giá cao hơn khả năng diễn xuất của anh chàng khi hóa thân thành thực thần với kinh nghiệm thưởng thức món ăn đẳng cấp. Đầu năm 2016, Do Chun tiếp tục ghi điểm với khán giả trong chuyện tình xuyên không với Kim Seung Ji trong Flash Blood Love thông qua cặp vai diễn vị vua Lee Do, Do Chun và Dan Bi, Kim Seung Ji. Phim phát hành ở dạng phim ngắn có thời lượng 2 tập trên đài MBC. Tuy dàn diễn viên được lựa chọn không phải là những cái tên thu hút nhất nhì của làng phim ảnh Hàn, nhưng chính sự phối hợp ăn ý trong diễn xuất của Kim Seung Ji và Do Chun đã giúp động lại trong lòng khán giả không ít những khoảnh khắc đáng nhớ, giúp phim vượt qua con số 6 triệu lượt xem ngay ở tập đầu tiên. Đến năm 2018, mặt phim Hàn lại được dịp phát sốt khi biết tin diễn viên nhí Kim Seung cùng Do Chun sẽ hợp tác trong bộ phim mới của KBS 2 mang tên Radio Romance. Nam chính là Ji Soo Hoon, Yoon Do Chun, một ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Hàn Quốc, người không thể làm gì nếu thiếu kịch bản, nhưng rồi lại ma xui quỷ khiến chấp nhận tham gia một chương trình radio không theo bất kỳ kịch bản nào. Bộ phim đã nhận được những phản hồi tích cực từ nội dung cũng như khả năng diễn xuất của diễn viên. Đây là bộ phim tiếp theo được kỳ vọng sẽ đưa tên tuổi Do Chun tỏa sáng hơn nữa, tiếp tục ghi tên mình vào danh sách những bộ phim thành công của chàng thủ lĩnh tài ba. Thừa thắng xông lên, anh xuất hiện trong bộ phim truyền hình You Can Go Back. Bộ phim được khởi quay vào tháng 7 năm 2021. Ở tác phẩm này, anh hóa thân thành Cheong Seok, thiên tài kiểu mẫu. Phim xoay quanh câu chuyện cũng như giấc mơ khởi nghiệp của Cheong Seok. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2020, Do Chun đã chia sẻ một bài đăng dài trên tài khoản Instagram. Bài viết này nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Được biết, anh lỡ lời tiết lộ về những góc khuất của cuộc sống idol khi say qua một bức tâm thư. Tôi cảm giác mình sống mà như không sống. Bản chất của công việc tôi đang làm là tôi được định giá giống như một món hàng, không phải một con người. Tôi luôn cảm thấy bản thân giống như một món đồ hơn là một con người. Khi đó, không ít người hâm mộ nóng ruột lo lắng cho anh. Một số ý kiến cho rằng anh đã phải đối mặt với nhiều thử thách trong sự nghiệp. Ngoài những lời bộc bạch đó, anh còn gửi lời cảm ơn tới fan. Trước sự việc, phần đông netizen cảm thông với những vất vả mà anh từng chịu đựng. Sau đó, ở một chương trình truyền hình, anh thừa nhận có chút xấu hổ khi vô tình giải bày. Điều này cho thấy một trong những góc khuất áp lực vô hình đáng sợ mà những thần tượng nổi tiếng toàn cầu tại Hàn Quốc phải đánh đổi để có được hào quang mà nhiều người tung hô. Bất cứ một sai phạm nào dẫn đến mất hình tượng, chẳng hạn như Suga BTS, đều phải chịu sức ép rất lớn từ khán giả xứ Kim Chi, thậm chí sự lên án thần tượng là được quốc tế nhận định là quá gay gắt. Về Highlight, đây là nhóm nhạc thuộc thế hệ thứ hai của K-pop, một trong những boy band hàng đầu Hàn Quốc hiện nay. Yoon Do Chun tuy đảm nhận phần hát phụ, nhưng khả năng ca hát vẫn được khán giả đánh giá khá cao. Anh cũng từng tham gia góp giọng trong các bản OST, Official Soundtrack nổi tiếng và góp phần không nhỏ trong việc sản xuất một số bài hát của nhóm.